Và hôm nay, cô và các em đi tìm hiểu bài đầu tiên của chương 1, bài 2, cấu tạo cơ thể người. Bài số 2 gồm có các nội dung chính sau. Nội dung thứ nhất là về cấu tạo cơ thể. Ở phần cấu tạo cơ thể, các em sẽ đi tìm hai mục. Thứ nhất là các phần của cơ thể, thứ hai nó là các hệ cơ quan trong cơ thể. Mục 25 mã, các em sẽ đi tìm hiểu về sự phối hợp hoạt động của các cơ quan. Các em vào phần 15 mã, cấu tạo một nhỏ các phần của cơ thể. Để tìm hiểu về các phần của cơ thể, các em quan sát cho cô hình 2.1 sách giáo khoa. Thì đây các em thấy rằng là đây là mặt trước của cơ thể và đây là mặt sau của cơ thể. Thì quan sát cái hình ảnh này, các em hãy cho cô biết là cơ quan nào bao bọc toàn bộ cơ thể. Thì các em trả lời được ngay đúng không? Đó là da. Da bao bọc toàn bộ cơ thể là phần tiếp xúc lớn nhất của cơ thể với môi trường ngoài và cũng là bộ phận bảo vệ cơ thể. Thì vào trong cái bài da thì các em sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về chức năng của da đối với cơ thể. Các em ghi cho cô nội dung đầu tiên về các phần của cơ thể. Đó là da bao bọc toàn bộ cơ thể. Vậy cơ thể người gồm những bộ phận nào? Chúng ta tiếp tục quan sát hình 2.1. Đây là hình 2.1. Các em quan sát hình 2.1 và trả lời câu hỏi sau. Cơ thể người gồm mấy phần và kể tên các phần đó. Nhìn vào hình là các em thấy ngay cơ thể người gồm 3 phần chính. Đó là đầu, thân và chi. Chi thì bao gồm có tay và chân. Ở các động vật khác ý, cơ quan di chuyển thì được gọi là chi trước và chi sau, nhưng ở người đã có sự phân hóa hoàn toàn, rõ ràng gọi là tay và chân. Thì đây là nội dung thứ hai và các phần cơ thể các em cần ghi nhận lại cho cô. Các em ghi ý thứ hai các phần cơ thể vào trong vở cho cô. Đó là cơ thể người gồm 3 phần: đầu, thân và tay chân. Các em quan sát các cơ quan ở phần thân của cơ thể. Phần thân của cơ thể gồm hai phần chính. Phần trên là phần ngực chứa các cơ quan nội tạng nên gọi là khoang ngực. Phần dưới là phần bụng cũng chứa các cơ quan nội tạng nên gọi là khoang bụng. Vậy, giữa khoang ngực và khoang bụng ngăn cách với nhau nhờ cơ quan nào? Trong chương trình sinh học 7, cụ thể là ở lớp thú, các em đã biết giữa khoang ngực và khoang bụng được ngăn cách với nhau nhờ cơ hoành. Cơ hoành là một vân cơ dẹt, rộng, hình vòm, làm thành một vắt gân cơ, ngăn cách giữa khoang ngực và khoang bụng. Vậy khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ cơ hoành. Đây là nội dung tiếp theo ở phần thân của cơ thể. Các em ghi nhớ vào cho cô. Cơ hoành ngăn cách khoang ngực và khoang bụng. Vậy trong khoang ngực và khoang bụng này chứa những cơ quan nào? Các em cùng đi tìm hiểu phần tiếp theo. Đây là khoang ngực. Vậy thì nhìn vào khoang ngực này, các em cho cô biết có những cơ quan nào nằm trong khoang ngực. Nhìn vào các em thấy luôn. Đó, thứ nhất đó là tim, thứ hai đây là phổi. Như vậy là khoang ngực có tim và phổi. Đây là hình ảnh của khoang bụng thuộc phần thân cơ thể. Các em quan sát và cho cô biết trong khoang bụng gồm có những cơ quan nào. Thì khoang bụng gồm có dạ dày, lách, ruột. Ruột gồm có ruột non, ruột già, ruột thẳng, gan, mật. Ngoài ra còn có cơ quan sinh sản, bóng đái, thận, vân vân. Khoang bụng chứa dạ dày, gan, tụy, ruột, hậu môn, thận, bóng đái, vân vân. Các em biết được các cơ quan nằm trong khoang ngực và khoang bụng. Vậy hệ cơ quan là gì? Trong cơ thể của chúng ta có những hệ cơ quan nào? Các em vào phần 2 nhỏ, các hệ cơ quan. Các em quan sát cái hình ảnh ở trên đây cho cô. Ở trong cái khoang bụng này nè, các em thấy rằng có ruột non, túi mật, dạ dày, hậu môn, trực tràng hay đại tràng, vân vân.
thì các cơ quan này được gọi là hệ tiêu hóa. Vậy từ đây các em rút ra cho cô khái niệm về hệ cơ quan. Thế nào là hệ cơ quan? Thì nhìn vào đây các em thấy ngay hệ cơ quan bao gồm nhiều cơ quan, nhưng những cơ quan này phải cùng thực hiện một chức năng nhất định. Như vậy là hệ cơ quan thì bao gồm các cơ quan cùng phối hợp hoạt động để thực hiện một chức năng nhất định của cơ thể. Các em ghi cái nội dung này vào trong vở cho cô. Vậy trong cơ thể chúng ta có các cơ quan hay là các hệ cơ quan nào? Cô và các em cùng hoàn thành bảng số 2 trong sách giáo khoa. Đây là bảng 2 sách giáo khoa, thành phần chức năng của các hệ cơ quan. Qua bảng 2 này các em xác định được các hệ cơ quan trong cơ thể gồm hệ vận động, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ bài tiết và hệ thần kinh. Nhiệm vụ đầu tiên của các em ở đây là các em quan sát đoạn video và xác định các cơ quan tương ứng với từng hệ cơ quan. Cùng với nhau, chúng tạo nên sự sống. Hệ thống xương, cơ bắp, tim mạch và thần kinh có vai trò hình thành nên một cơ sở nền tảng, tạo điều kiện cho các hệ thống khác hoạt động. Trong cơ thể của một người trưởng thành, hệ thống xương có thể bao gồm đến 200 mảnh xương khác nhau. Cùng với nhau, hệ thống xương giúp tạo nên hình dạng con người, đồng thời làm chức năng nâng đỡ và bảo vệ các cơ quan khác. Bộ xương cũng đóng vai trò làm khung bám cho hệ thống cơ bắp. Hệ thống cơ bắp bao gồm 3 loại cơ khác nhau là cơ xương, cơ trơn và cơ tim. Cơ bắp cung cấp sức mạnh, sự cân bằng, giữ tư thế, duy trì nhiệt độ, tạo chuyển động và lưu thông máu trên khắp cơ thể. Kết hợp cùng với hệ xương, hệ cơ bắp tạo nên hệ vận động, chịu trách nhiệm cho việc vận động của cơ thể con người. Ẩn bên trong hệ cơ bắp là hệ thống tim mạch hay còn được gọi là hệ tuần hoàn. Hệ tim mạch bao gồm quả tim, một mạng lưới các mạch máu trên khắp cơ thể và dĩ nhiên là cả máu nữa. Quả tim sẽ co bóp, đẩy máu thông qua mạng lưới mạch máu, cung cấp oxy, bạch cầu, hormone và các chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể. Cuối cùng, hệ thống thần kinh là một mạng lưới giao tiếp của các tế bào thần kinh mà cơ thể sử dụng để truyền thông tin và phối hợp các chức năng cơ thể. Hệ thần kinh bao gồm não là trung tâm, bên cạnh đó là tủy sống, mạng lưới các dây thần kinh và các hạch thần kinh. Việc điều tiết cơ thể là hệ bài tiết, là một hệ thống sinh học thụ động giúp loại bỏ các vật liệu dư thừa không cần thiết khỏi cơ thể. Bên trong hệ bài tiết là hệ thống tiết niệu với các thành phần chính là thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Hệ thống tiết niệu mà cụ thể là thận duy trì nồng độ chất điện giải của cơ thể và lọc chất thải từ máu. Chất thải này được chuyển từ các mạch máu vào thận và sau đó bị thải ra ngoài qua nước tiểu. Tất cả các hệ thống kể trên của cơ thể cần có năng lượng để hoạt động và đó là lúc cơ thể cần đến hệ hô hấp và hệ tiêu hóa. Hệ hô hấp là một hệ cơ quan có chức năng trao đổi không khí, chiết xuất oxy từ không khí mà chúng ta thở, mang lại sự sống đến toàn bộ các bộ phận khác trên cơ thể. Không khí đi vào cơ thể thông qua các hốc mũi, đi xuống cổ họng và sau đó được vận chuyển đến phổi. Phổi trích xuất oxy cho cơ thể sử dụng, đồng thời thải khí carbon dioxide khi chúng ta thở ra. Năng lượng cho cơ thể còn đến từ các dạng thực phẩm, được hấp thụ qua hệ tiêu hóa. Hệ thống tiêu hóa gồm một chuỗi các cơ quan nội tạng làm chức năng chuyển đổi thức ăn thành năng lượng. Thức ăn đi vào cơ thể qua miệng, sau đó di chuyển vào thực quản, dạ dày và đến ruột. Các chất dinh dưỡng được hấp thụ vào cơ thể qua thành ruột, trong khi chất thải rắn được thải ra ngoài qua thành phần cuối của đường tiêu hóa là hậu môn.